Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại em đang ở xã Tân Mỹ Chánh của thành phố Mỹ Tho. Thì ở trên mặt tiền đường Đan 2m2 này có một căn nhà vườn đang bán, thì để em quay cho anh chị mình xem nha. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu về con đường cho anh chị mình xem trước nha. Con đường này là con đường Đan 2m2, nhưng mà ngay chỗ khúc này là nhà dân bỏ đường ra thêm, cho nên ngay khúc này là nó sẽ to hơn nè anh chị. Đấy, còn khúc ở đây thì hình như là chỉ có 2m thôi. Đấy, đường này là đường thông nha. À, đường này là mình thông ra ngoài đường lỗ xài hay gì đúng không cô? À dạ, là con cảm ơn. À dạ, cái đường này là mình sẽ thông đi ra ngoài đường lỗ xoài đó anh chị. Đấy. Đây. À, căn nhà vườn hôm nay em giới thiệu cho anh chị mình là căn nhà này nè. Căn nhà mình là được hai mặt tiền luôn. Đấy, còn cái hướng đi ngược lại bên đây thì nó sẽ đi ra ngoài đường lộ làng. Đấy, ra ngoài đường huyện lộ. Căn nhà của mình nó có tổng diện tích là 1016m², bề ngang là khoảng 18m. 18m là nó được sẽ chạy dài từ ngay chỗ cây trụ này. Nó sẽ chạy dài qua tới cái mí này nè anh chị. Đấy là 18m. Chạy dài vô là khoảng 52m. Đấy, thì để em đi vô trong nhà cho anh chị mình xem nha. Thì có một căn nhà nghỉ dưỡng cấp 4 nho nhỏ. Đấy. Diện tích là 1016m², có 300m thổ cư. Chủ kêu giá là 2,2 tỷ, giá cả thì mình còn thương lượng. Đấy, đây là đường đi vô. Đường này thì xe ô tô 4 chỗ anh chị đi được, còn xe 7 chỗ thì mình đi hơi khó nha. Đấy, trong đây thì có chỗ đậu xe luôn. Đường trước cửa đi vô thì có, em thấy có mấy cây nhãn, hai bên có hai hàng cây nhãn nè. Đấy. Bên đây cũng có nhãn nữa nè. Đây, đây là căn nhà vườn nho nhỏ của mình nè anh chị. Nhà mình thì có lót gạch luôn rồi nè. À, do chủ không có ở lâu là nên nó hơi dơ nha. Vì thì mình có thể dọn dẹp lại là sạch liền à. À, em thấy màu sơn dưới la phong cửa đâu cũng còn mới lắm luôn á anh chị. Mà tại vì chủ không có ở á, cho nên nó bị bám bụi nên mình nhìn nó hơi tối. Cửa này thì cửa kiến màu trắng rất là đẹp luôn. Ở ngoài thì chủ dán gạch lên tới nóc luôn rồi. Bên trong thì chỉ mới có sơn thôi. Đấy, sơn rồi nhưng mà đóng la phong luôn rồi. Khu vực phòng khách này thì mình có hai cửa sổ hai bên luôn. Đấy. Cửa sổ rồi em thấy cũng còn mới lắm luôn. Đấy. Nhà mình là được hai phòng ngủ. Ở đây là phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ thứ nhất. À, phòng ngủ thì không có dán gạch nhưng mà có đóng la phong, có lót gạch ở dưới nền luôn. À, màu sơn thì em thấy cũng còn rất là mới luôn. Đó là phòng ngủ thứ nhất. Cái qua ngay chỗ này là nhà bếp. Nhà bếp có một cái cửa sổ mở cửa ra cho nó thoáng mát nè. Đấy. Xong cái bên đây mình sẽ có cái phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai á thì cũng chưa có dán gạch nhưng mà có lót gạch rồi, có đóng la phong luôn rồi. Phòng ngủ thứ hai á thì em thấy hình như là nó cái màu sơn á nó hơi cũ hơn cái phòng thứ nhất. Đấy, về thì anh chị mình có thể sơn lại là mình ở được rồi. Phòng ngủ thì rất là rộng rãi luôn. Xong cái mình đi qua đây cái mình sẽ tới toilet. Đấy, toilet xong cái có cái cửa ra cửa sau mà nó cứng quá, để em đi vòng ra cho anh chị xem nha. Nhà mình thì có một phòng khách, hai phòng ngủ, một cái toilet và một nhà bếp. Thì cái này về anh chị mình chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ là mình ở được rồi, chứ mình không có cần sửa sang gì nhiều đâu. Này, phía trước thì có làm cái nhà tiền chế rồi. Đấy, ở đây thì là chỗ đậu xe. Em sẽ đi qua bên hông nha. Xung quanh thì em thấy có nhãn. Đây, có mấy cây nhãn bên hông á. Bên hông mình còn rất là rộng luôn.
anh chị mình về mình muốn trồng thêm cây trái gì cũng được hết nha. Đấy, ở đây em thấy có cây chuối nữa nè. Cây nhãn. Đấy, ở đây là ở phía sau nè. Phía sau này chắc mình nè, mình về mình phải sửa lại rồi đó. Đấy. Em đi bên đây luôn, các em vòng qua bên kia nha. Còn bên đây là nhà của chị hàng xóm. Chị hàng xóm làm thợ may. Đây, nhãn này. Đây, em thấy có nhãn. Cỏ. Hình như thường em thấy người ta trồng cỏ này cho bò ăn đó anh chị. Đây. Đất của mình bề dài vô là 52. Là nó sẽ tới cái mí hàng rào này. Ở đây mình sẽ có một cái cái ao nhỏ nhưng mà hình như nó cũng lấp rồi. Đây, xung quanh đất mình thì hiện tại em thấy chỉ có cỏ này thôi, với cỏ này hình như là trồng cho bò, người ta hay cho bò ăn á. Rồi có nhãn. Ở dưới đây thì em thấy có rau má Mỹ nè anh chị, đẹp lắm nè. Em không biết cái rau má này có ăn được không mà em nghe gọi là rau má Mỹ hay sao, em thấy nó đẹp lắm. Đấy, rồi bên đây em thấy có cây xoài nè, để em vòng qua đây nha. Xung quanh hàng xóm thì em thấy trồng bưởi kìa, bưởi cũng rất là tốt luôn, em thấy xanh mơn mởn luôn. Đấy. Đây. Đấy, đây trong đất mà em thấy có cây xoài, có mấy cây dừa nhỏ nhỏ nữa. Đấy. Xung quanh nhà mình thì em thấy còn rất là rộng luôn. Ở trên đất của mình á thì em thấy không có mồ mả, nhưng mà ở bên nhà hàng xóm á, nhà hàng xóm bên đây nè, em thấy ngay chỗ này có cái có mả nè anh chị. Đấy, bên mình giáp ranh nhà hàng xóm thì có mả chứ còn nhà mình thì không có nha. À, ở bên đây em thấy có rau muống với rau lan nè. Nè, rau muống với rau lan rất là nhiều luôn. Đấy. Bên đây thì cũng còn nhãn luôn, xoài nữa nè, chuối nè, dừa. Đấy. Thì em xin nhắc lại nha, tổng diện tích của mình là 1016 m², trong đó có 300 m² thổ cư, chủ kêu giá là 2,2 tỷ, giá thì mình còn thương lượng. Nhà mình được hai mặt tiền luôn, xe ô tô 4 chỗ vô thấy nhà thoải mái luôn. Ý trước nhà em thấy có cây cóc nè anh chị. Quá trời trái luôn. Cóc này là cóc Thái á. Nó bự nhè. Có con ốc nè. Đó. Thì để em mở định vị cho anh chị mình xem nha. Nhà của mình là hướng Bắc nha. Nhà của mình là hướng Bắc. Cái nút màu xanh xanh là vị trí mà em đang đứng nè. Đấy. Thì ở đây em thấy nè, gần huyện lộ 92C nè. Đấy. Gần cổng chào Mỹ Tho nè. Từ đây mà mình ra tới cổng chào em xem nha. Từ đây mà mình ra tới cổng chào Mỹ Tho là tầm khoảng 3,4 cây số, tầm khoảng 9 phút đi xe thôi nha. Ở đây nếu mà đi chợ thì em thấy chợ Mỹ Phong nó gần nè,
Từ đây mà mình ra tới chợ Mỹ Phong là tầm khoảng 7 phút thôi. Ở đây trung bình mà anh chị mình đi đi chợ đồ này kia là tầm khoảng từ 7 phút đến 10 phút thôi nha. Này. Nè, ở đây nó cũng rất là nhiều chợ luôn nè. Nếu mà mình đi thì mình sẽ đi chợ Mỹ Phong. Đấy. Từ đây mà mình ra tới chợ Mỹ Phong là tầm khoảng 7 đến 10 phút ha. À, để em ở đây là thành phố Mỹ Tho rồi cho nên là em xem nha. Từ đây mà về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á là khoảng 67 cây số, đi xe là khoảng 1 tiếng 24 phút. Rồi thì em xin nhắc lại một lần nữa nha, căn nhà của mình á có diện tích là 1016 mét vuông, có 300 mét thổ cư, chủ kêu giá là 2 tỷ 2, giá cả thì mình còn thương lượng. Khi nào mà anh chị mình đi xem á, mình sẽ gặp trực tiếp chủ để mà mình thương lượng về giá cả luôn. Đấy. Em ở đây thì hàng xóm rất là đông luôn. Em đi vòng vòng đây cho anh chị mình xem nha. Đấy, hàng xóm trồng bưởi tốt lắm á. Đây là đường đi vô. Đường này á thì em thấy xe 4 chỗ thì mình đi sẽ dễ hơn á anh chị. Còn đường xe 7 chỗ thì chắc là mình vô không được đâu, mình đi hơi khó á. Đấy. Rồi thì em xin chào anh chị nha. Em cảm ơn anh chị đã xem video của em. Nếu mà anh chị có thích căn nhà này á thì anh chị alo cho bên chị Huyền Trang. Tụi em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. Cái mình gặp trực tiếp với anh chủ đất á, mình thương lượng về giá cả luôn nè. Đấy. Rồi nếu mà anh chị thích á thì anh chị bấm cho tụi em một like nha. Đăng ký kênh của chị Huyền Trang nữa để nhận được nhiều video nhà đẹp, đất đẹp hơn nha. Rồi em mới ba anh chị.